Anh Duy thay đổi cách xưng hô nha, ở đây có người lớn tuổi đó, cũng thay đổi sao giờ? Còn anh đâu có kêu gì đâu em, đúng không? Ví dụ như anh kêu bây giờ mấy em á, thì ai cũng phải là mấy em thì biết là anh, thì anh không kêu mấy người đó. Chứ bây giờ các anh chị em này nó mới lên đọc diễn văn mà chết mẹ mày, khó quá, tao nghĩ là ai mày. Nó thiệt luôn á, sống trên đời mà khó quá. Trời đất ơi, tao là dân cu đen, tao phải thủ tướng đâu nội. Mới lên đọc phải cầm giấy rồi đọc cho đúng từ đúng ngữ rồi xin chào các đồng chí các bộ anh gì nhỏ MC nào đọc mấy cái chương trình hay ghê á, nó vô chào đồng chí này chào đồng chí chia nguyên này nguyên nọ hồi tới ABC các kiểu là điểu. Trời ơi, thôi tao mà làm được vậy tao ngồi đây mày ơi, tao lên VTV3 tao làm rồi, khó thế chứ. Bởi vậy mấy ba mà tối ngày ba hàng lâm học sĩ ghét con nít nó ghét thiệt đó. Mình phải biết tâm lý tuổi trẻ là cái gì, xã hội này mình không có cổ lỗ sĩ được, hiểu không? Cách đây 10 năm nó khác, bây giờ nó khác, mình phải thích nghi theo thời đại, nhưng mà không có nghĩa là mình bỏ theo thời đại nha. Phong kiến quá rồi là giáo điều quá, nguyên tắc quá để làm gì? Bạn mà sống mà giáo điều nguyên tắc quá bạn khó hòa hợp với người hải ngoại lắm. Người hải ngoại có mấy chú Việt Kiều về đây nè, kêu bằng chú ước có chịu đâu, kêu bằng anh mới được. Tao mà kêu tao anh cho tao trẻ mà đừng kêu tao chú, mày giận. Thậm chí mày kêu mày tao luôn cũng được nữa, ngay vậy á. Cái gì mà éo mẹ có cái đầu mà như trẻ trâu, mày trẻ trâu được nữa tao á, thì cha mẹ mày có xe mạt 3 tỷ 6 chạy rồi, chứ đâu có ngồi đây mà tới tháng không gom tiền đóng tiền trọ anh vậy đâu em. Nếu nhân đạo thì Mỹ lại không thả bom xuống Nhật Bản, không thả Mỹ thả bom xuống Nhật Bản thì Mỹ nó có lý em, nó trình bày được đó. Ví dụ như biết là nó điếm, nhưng mà cái điếm là trình bày được em, cái điếm nó sẽ ra trước quốc hội và ra trước dư luận quốc tế nó như vậy. Mỹ nó bây giờ đúng không, cái việc tôi bỏ bom là tôi bỏ rồi, tôi không chối, tôi không chối, nhưng mà bây giờ ông có thừa nhận với tôi nhé, thằng Nhật Bản là thằng phát xít đúng không, nó diệt chủng loài người đúng chưa, nó đi xâm lăng tất cả những nước khác gần nó gây ra cái chết rất là nhiều cho nhân loại, điều đúng hay không? Trả lời chắc chắn dư luận sẽ yes sir, ok right đó. Rồi tiếp tục quay số 2, vậy thì nếu bây giờ tôi không bỏ bom thì đánh lộn với thằng Nhật Bản nữa, thì thứ nhất người Mỹ tôi chết, dân thường chết, một số nước liên quan cũng chết, tại vì căn bản Nhật Bản nó không đầu hàng. Thì bây giờ nếu mà tôi bỏ một cái bom để cho nó đầu hàng đúng không, chết một số lượng A, so với việc tôi không bỏ một trái bom để cho dân chết số lượng là 2A, vậy thì cái nào hợp lý hơn? À, mấy ông phải thông cảm cho tôi chứ, dân Mỹ tôi chết mà, mấy ông có con chó đánh nổi Nhật không, chỉ có tôi đánh thôi nha. Tôi đánh thôi, ông thông cảm chứ. Nó nói hai cái lý đó ra là dư luận quốc tế cứng họng, cứng họng liền. Nó bỏ cho một thằng ác nó khác, nó bỏ cho một thằng thiền nó khác. Người khó lên ký dùng mát Fusion ok không em? Ok anh. Gần 10 giờ rồi kìa. Yếu quá vậy. Thì đương nhiên là cái lý do của anh Hoàng Mai đó là đúng, rất ok và hợp lý. Nhưng mà anh đang nói cái điểm là Mỹ nó sẽ có cách nó giải thích với dư luận quốc tế. Không ai mà đi giải thích cái kiểu mà ừ bây giờ tại tao mới làm lần đầu tiên mà cho tao thử, không ai đi giải thích cái có cái kiểu đó được đúng không đó.
Mỹ nó ra ngoài đường, nó ngoại giao thì nó phải nhân nghĩa, cũng tắt nó vậy thôi. À, vụ Mỹ bỏ bom trước khi đánh, Mỹ có rải yêu cầu Nhật di cư, việc này có không anh? Ủa ta chả biết nữa mày. Chả không biết. Anh nghĩ gì về tài xế taxi bị công an đánh anh? Nói cho nó rõ ràng đi, đánh sao, nguyên nhân sao? Nói cho nó rõ ràng, nói với ai biết được đâu trả lời em. Lai sớm vậy anh Duy, hôm nay ngủ sớm mà. Sao mấy đứa nhân viên nữa mở mà lậm lậm thiệt ta. Mở vô đồ à, mấy đồ nữa không? Hay ta ngồi ngay ông xã. Được luôn. Nó ngồi ngay ông xã luôn. Nó xả vô đầu. Mày với gái. Khó là Sơn Phạm trôn nhau à. Chào cô Thảo Nguyên. Obama có tên lửa cất riêng không anh? Tự nhiên Obama cất riêng tên lửa làm gì, đâu có khùng, tên lửa về gặm ăn hả? Em phải hỏi vậy nè, Obama có tham nhũng tiền không anh thì được. Đó quả mai có, hiểu không? Sáng nay nghe thằng Tiger Nguyễn chửi con Jenny Trần nghe đã lỗ tai thiệt anh. Có thằng Jackson Bùi Ké nữa. Thằng Tiger Nguyễn là thằng nào? Trong ba nhân vật em kể anh biết được hai đứa. Tân Sơn Nhất ngập đột giọt của anh. Ủa ngập nhiều không em? Con năm ngoái như nó ngập nó nổi máy bay mà không hạ cánh được luôn rồi. Máy lên báo đọc coi ngập luôn. Không, mưa này chưa ghê đâu. Mưa này... anh nghĩ là chưa ngập nặng đâu. Việt Nam yêu cầu tên Trung Quốc rút tên lửa ra khỏi Trường Sa kìa đó. Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng rồi kìa. Nghe không? Đâu có thấy ngập gì đâu. À, nhiều tiếng đường ở Sài Gòn mênh mông, nước sau mưa lớn. Sống được quen rồi mẹ nó thiệt, không giờ thấy nó bình thường. Quen rồi. Bởi dân nào đi ngang cầu Rạch Chiếc đi xe hơi sướng hơn đi xe máy. Tuổi ba sọc kêu, tự kêu thành phố của nó là Hòn Ngọc Viễn Đông kìa anh, cậy nó kêu mà nó kêu mà đâu có chết đâu, sợ mẹ ơi. Nó đem quân về đây mình mới chết, hiểu không? Đó, tại sao cười chết thôi chứ không gì hết. Đó, chỉ còn nó kêu cậy nó kêu liên quan gì đâu, nó xúc phạm ai đâu cậy. Cậy nó. Giờ thành phố trong mơ nó muốn kêu hẳn gì kêu à. Nó muốn kêu tiên nữ cũng được nữa. Thấy không? Kêu hàng Nga cũng được nữa, tùy thích. Đèn rồi trùm khăn tưởng tượng ai tưởng tượng thoải mái. Chi phí chạy phòng media của anh Thái nhiêu, vài trăm triệu em. Đọc báo chính trị thì đọc ở trang nào anh? Thiếu gì báo VN Express, Việt Nam Net, rồi Quân đội Nhân dân, rồi Công an Nhân dân, tập lâm hết báo nào đọc trả được. Báo nào đăng thì mà đọc. Ông trời thương miền Nam quá nên mưa đến nổi bão luôn. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút quân ra khỏi Trường Sa. Vậy Trung Quốc nó không rút thì sao anh? Thì cậy mẹ nó chứ sao. Đúng không? Mình kêu rồi. Mà rút cậy mẹ mày chứ giờ sao? Đó. Thì mai mốt mà có ra kiện tụng đó, thì có bằng có chứng. Ngày này tháng này tao kêu mày, mày không đáp ứng. Đó, ok là mày không có thiện chí. Đúng không? Mình phải chuẩn bị chứng cớ. Mình làm tư liệu để sau này mình làm chuyện lớn. Mình đâu có thể gì một cái bước đi nhất thời mà mình gọi là mình đánh sai một nước, một dáng cờ trong tương lai được em. Mấy em cứ bình tĩnh nha. Tụi ba que kêu thành phố Hồ Chí Minh là thành phố hồ chứa mưa anh ơi. Kể nó em ơi, có hồ chứa mưa nó cũng đâu có tiền nó mua nhà ở đây đâu, quan tâm làm gì đúng không? Bây giờ cho là hồ chứa mưa hay là biển hồ gì chăng nữa đó thì nó cũng có đủ đẳng cấp để mà nó sở hữu ở đây. Tại vì biết sao, anh kiếm tiền anh mua nhà ở Sài Gòn anh khổ lắm em ơi. Anh không tin tụi nó làm được đâu. Trời đất ơi, nhỏ nó thiệt. Em ước có được căn nhà thành phố, làm cài như con đót.
khổ lắm luôn bây giờ, mồ hôi nước mắt, có những người làm cả đời chưa mua nổi nhà thành phố đó mấy bạn, cái đó là thực tế chứ không phải giỡn bao nhiêu. Bởi vì bạn nào có được tiền mua nhà thành phố là bạn giỏi rồi, mà còn bà ba que mà mua nổi nhà thành phố là ba que này ba que xịn đó, chứ không phải ba que thường đâu em nha. Mày không rút tao phải đâm mày, phải vậy mày bạ bạn, tự nhiên mẹ mình đang đúng mày đâm nó cái thầy mày sai sao, đâu có điên đúng không? Hai thằng nhỏ chửi lộn thôi bình thường, tự nhiên mà tát vô cái mặt nó là khác liền. Lên đồn ngồi nó tát mặt em kìa, rồi mày có quýnh nó không? Không, vậy là mày thằng kia sai rồi. Người Bắc ghét miền Nam hay ghét Trung Quốc em? Nói chung người Bắc ghét mấy thằng điên, mấy thằng trẩu, mấy thằng mất dạy, mấy thằng khùng, ghét mấy thằng đó thôi à. Chứ còn em không biết là người Bắc ghét miền Nam hay ghét miền Trung Quốc nữa. Rồi tư vấn Ngọc Triệu Phạm đi. Nói em tư vấn Ngọc Triệu Phạm em. Tóc tai bờm sờm anh cắt đi lớn rồi. Nói câu đam nhột mày. Tự nhiên tóc tai bờm sờm cắt đi lớn rồi. Vậy thôi anh cầm tiền nhiều quá cho em xài đi, giàu rồi, nói vậy được không? Thôi giờ ngồi ngược lại đi, đúng không? Mày có con bồ kìa đâu, tiêu rồi mày chụp hình với con bồ mày đúng không? Mày có con bồ kìa, thôi bỏ đi để dành cho tao, mày hưởng đủ rồi. Rồi sao? Nhường cho anh không? Biết phải bộ hay bạn nó nữa, nói chung là nhỏ gái nào trong đó đó. Triều Tiên lấy hình mẫu Việt Nam để phát triển kinh tế, cái tin là anh biết rồi vậy. Không cùng đẳng cấp nó vậy với anh. Vì sao không có huân chương kháng chiến chống, vì sao không có huy chương kháng chiến chống Trung Quốc 79 anh? Trời đất ơi, anh hỏi mấy người ta làm huy chương đi, đúng không? Tự nhiên mẹ em dân đen hỏi em có làm huy chương đâu em biết. Nhưng mà em có một cách giải thích với anh vậy. Giải thích trên góc độ dân đen thôi nha. Giải thích có sai mấy ông nội an ninh điều tra đừng có hốt tôi nha. Nói trước rồi, không biết không có tội nha. Theo mình biết như vậy, đúng không? Trung Quốc Việt Nam bây giờ là cái đường hướng ngoại giao là gác lại quá khứ, đúng không? Hướng đến tương lai, vì 16 vàng 4 tốt gì đó, quên rồi, nói vậy đó. Nên tạm thời chính phủ hai nước không có nhắc lại những cái gọi là những cái chuyện của quá khứ, không có nhắc tới những chuyện quá khứ đó, để cho tạo một cái bầu không khí rồi nó hợp tác cho nó vui vẻ đó. Thì nói chung là lãnh đạo hai bên thống nhất rồi, thì bây giờ anh nghĩ coi, tự nhiên mình đã thống nhất với người ta vậy rồi mà mình làm cái huy chương đó, có phải là mình hơi bị ba gai không, đúng không? Nên thôi kệ nó, cái chuyện đó gác. Còn đồng chí với nhau, đúng không? Đồng chí với nhau ở trong nước hiểu thôi, giờ cái huy chương đó về mặt đương nhiên là bây giờ là đồng chí xứng đáng nhận, đúng không? Nhưng mà bây giờ về cái chuyện lợi ích quốc gia dân tộc nó quan trọng đó. Cái chuyện bây giờ ngoại giao với Trung Quốc bây giờ nó quan trọng, thôi giờ cái huy chương trong lòng người Việt biết là chú đồng chí có huy chương rồi đó, còn giờ đổi là hiện kim luôn, tặng đồng chí cái nhà cấp 3 ở với gia đình con cháu, vui vẻ không, thoải mái không đó, đồng chí vui được rồi. Ba Sọc làm nhục áo dài Việt Nam của anh tại sao? Ủa anh thấy Ba Sọc nó mặc áo dài Việt Nam cũng đẹp mà em nói làm nhục có em có cực đoan quá không em? Đúng không? Anh thấy có mấy con nhỏ nó mặc áo dài Việt Nam cũng đẹp mà, chỉ có cái điều cái áo dài nó cờ vàng Ba Sọc đỏ thôi, nhưng mà cái chuyện đó nó bỏ qua một bên đi em, đúng không? Mình cái gì đáng nói thì nói, đúng không? Cái gì mà đúng thì đúng, cái gì sai thì sai. Người ta có Ba Sọc, bốn Sọc thì cũng là người Việt Nam, đúng không? Người ta không đụng chạm tới chuyện khác thôi, giờ mặc áo dài Việt Nam cũng ok, đẹp mà. Chứ nhục là nhục chỗ nào? Anh chưa thấy chỗ nhục lắm. Trong lịch sử phổ thông đã dặn rồi, không nhắc tới quá khứ mà ông nội có hiểu mình nói cái gì không vậy? Đúng không?
không nhắc tới quá khứ, cả Trung Quốc và cả Việt Nam đều thỏa thuận với nhau như vậy. Nó 16 vàng 4 tốt, nó ngoại giao nó đã xác định như vậy rồi. Bây giờ các bạn cứ mổ xẻ, các bạn hỏi tại sao, đúng không? Khổ thế chứ, hiểu không? Hay là giờ sao, hay là giờ bạn không muốn, bạn nói là nhà nước ngoại giao vậy là sai. Ok, đó mà bạn nói nhà nước ngoại giao vậy là sai á, thì cái chuyện này bạn cứ đấu tranh đi, bạn cứ đi biểu tình đi, thoải mái bạn đi biểu tình bằng lại mình làm. Còn bạn cảm thấy nhà nước ngoại giao vậy là phù hợp với hoàn cảnh của đất nước là ok, là mình approve rồi, là mình chấp nhận rồi đó, đó thì tại sao mình phải ra hỏi những câu như vậy nha. Kháng chiến chống Trung Quốc vẫn có huân chương kháng chiến và huân chương độc lập. Cái chuyện đó thì bạn Thượng Cago nói rồi. Tại bạn kia hỏi không có huân chương kháng chiến Trung Quốc. Do đó chung là mình đâu có biết mấy cái đó, đúng không? Mình là dân đen, mình phải là người làm huân chương đâu. Nhưng mà nếu mà giả sử chuyện đó không có thật thì vẫn có cách giải thích. Anh có biết chuyện 16 tấn vàng của ông Thiệu thôi, có nghe chút đỉnh em. Chuyện quốc gia đại sự là chuyện lớn em ơi, đúng không? Bây giờ tụi em nhớ giùm anh câu gì, chuyện nước á cho dù nhỏ cũng là chuyện lớn, mà chuyện nhà cho dù lớn cũng là chuyện nhỏ, hiểu không? Em nghe nói công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang, có phải vậy không anh? Ghê mày, có không? Vụ này hỏi người lớn tuổi đi, tao đâu biết đâu. Má hồi đó tao mất lần đầu tiên tao làm chuyện đó ngoài công viên Lê Thị Riêng đó mày. Má bây giờ mày nói với chỗ nghĩa trang luôn hả? Chưa lớn vậy. Vì sao trận Điện Biên Phủ không nói bộ đội ta mất bao nhiêu sinh mạng? Trời đất ơi, có nói. Khổ anh quá, anh không có đọc mà. Anh không có đọc thì anh đừng có kết luận. Anh phải hỏi vậy nè. Anh Duy ơi, anh không biết rằng trong trận Điện Biên Phủ bộ đội ta mất bao nhiêu sinh mạng thì nói vậy đi. Chứ sao anh dùng chữ tại sao? Anh dùng chữ tại sao tức là anh quy chụp là đã không có nói. Nhưng mà lại có nói em có biết. Đó, thương vong đó cũng gần khoảng nhớ coi như cũng mấy chục ngàn á. Thương vong là cũng mấy chục ngàn đó bạn nha. Đó, thương vong là mấy chục ngàn, phải đùa đâu. Rồi hằng Pháp nó chết cũng khoảng chừng gần 10.000 thì phải, chết chứ thương vong đào binh tùm lum la hết chứ. Đó. Mà nói chung là mình thương vong nhiều hơn. Mình thương vong chắc chắn là phải nhiều hơn mà. Tại dễ hiểu mà, mình đi công thành, công thành bao giờ thương vong nó cũng nhiều hơn thủ thành. Công viên Lê Thị Riêng là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đó. Đó, cô Thảo Nguyên biết kìa, trời, cô Thảo Nguyên mới sớm cô đó gì. Thằng này nó học lịch sử, thằng này nó học không lịch sử, anh ơi kệ nó đi. Thường thì chỉ nói về thiệt hại của địch. Trời ơi khổ ghê, sao bao giờ thì cũng phải nói có thiệt hại hai bên mà, anh không có chịu đọc, khổ anh quá. Anh rồi anh thấy trong đầu óc của anh có cái tư tưởng nó phản động rồi đó anh, nghe. Đúng không? Thà anh đọc hai chiều, anh biết bên này bên kia thì anh nói chuyện, chứ bây giờ anh thấy cái tư tưởng của anh có cái màu phản động rồi đó nghe. Dừng lại đi anh, mình lớn rồi. Trẻ trâu nó ngu, nó phản động thì không trách. Đó, mình lớn rồi, mình phản động nó rất là kỳ. Còn con, còn cháu, còn gia đình của chúng ta nữa nha. Sau này con cháu nó đi học trong trường, nó nói mẹ ơi cha mày phản động hả? Không biết trả lời sao nữa. Theo anh Duy, Triều Tiên mất bao nhiêu năm sẽ đuổi kịp Việt Nam? Cô quan tâm làm gì ông nội? Áo vàng rồi, ba sọc đâu rồi anh? Ba sọc trời mưa. Tao nhộm nó hơi đẻo, nó bay luôn rồi em ơi. Anh rất very yêu Việt Nam, nhưng anh cần sự minh bạch rồi anh. Vậy thì anh có đồng ý với em cái câu là cá cần nước sạch mà dân cần minh bạch không anh? Anh có cần đồng ý với em vậy không? Đúng không? Nếu mà anh trả lời có, em hỏi anh thêm câu nữa đó. Nghe. Triều Tiên mà mở cửa, Việt Nam chỉ có nước sách dép. Còn gì Triều Tiên mở cửa, Triều Tiên hiếp dâm kịp thằng Hàn Quốc là kể như Việt Nam mình cũng hửi khói nó luôn rồi.
là năm sọc ráp thành một ngôi sao năm cánh. Sai rồi cô, năm sọc sao ráp thành ngôi sao năm cánh mà tính luôn đường kẻ giữa đó hả, tức là xẹt vậy đó hả, còn chặt đường xẹt nó hơi bị nhiều nhé. Có sách thì bảo Mỹ dỡ bỏ cấm vận với Việt Nam thời Clinton, nhưng đến đợt Obama qua thì mới đề cập vấn đề đó. Có thông tin này không anh? Không. Tào lao. Vậy thời ông Bush tự nhiên qua Việt Nam làm gì, uống cà phê ăn trà đá với chơi đỉ hả? Hả? Nhớ ông Bush có qua mà. Anh trả lời gắt vì lời. Phản động là đi ngược lại lê vệ ích của nhân dân. Nói vậy cũng đúng, nhưng mà không đủ á. Nói vậy cũng đúng, không đủ nha. Đang coi anh Đam tới lúc gây cấn mất mạng, khúc hay luôn. Hùng Lê trước Đam Anh Duy, giờ trở về tim rồi, tim cái con khỉ gì, thằng đó là thằng láo chó nhất đó. Tao bơ comment nó mấy bữa nay, tao không thèm trả lời cái thứ dân đó đó mày ơi. Mày ngây thơ quá. Tao không lóc coi nó xù ra cái bài gì chứ thiệt, thứ dân đó không bao giờ tao chơi hết. Mày thấy nãy giờ nó comment nhiều, tao có thèm đọc câu nào đâu, đúng không? Chả thèm. Sao nước Anh vẫn giữ chế độ quân chủ của vua hoàng tử, còn Việt Nam mình thì lật đổ từ vua Bảo Đại với anh? Má dùng từ lật đổ ghê vãi. Bây giờ anh hỏi em này, không, trên đời không có chữ tại sao, đúng không? Đó, trên đời không có chữ tại sao. 1000 đứa con gái cũng đứa đít bự, đứa đít nhỏ, đứa dứa bự, đứa dứa nhỏ, đứa mở nhiều, đứa mở ít, đúng không? Thì quốc gia với nhau thì cũng như vậy thôi. Mỗi quốc gia thì nó có một cái hoàn cảnh riêng, nó một cái điều kiện riêng và theo một cái trường phái riêng, nó phát triển cũng riêng luôn. Tại sao mình cứ so mọi sự so sánh trên đời là học kiểm, nên những cái gì so sánh nó sầm lông. Anh gì không trả lời, ok. Cái thứ dân gì anh? Dân nước Ngụy hả? Nói chung dân ba chấm không cần phải đề cập tại mình không quan tâm ấy. Cho thằng Sơn Phạm lên Đam đi anh. Không kêu thằng được, hồi nãy như kêu Duy bằng em đó. La mua hàng bên thằng Minh Lâm nữa. Tao hỏi Minh Lâm có không đây. Tao điện hỏi một cái rồi. Cái vụ này nó cũng hơi kỳ kỳ. Mày có bán hàng Muscle Infusion cho khách hàng nào tên là Sơn Phạm không?